Xin chào tất cả các bạn, lại là mình, Tiểu Muội Review đây. Hôm nay sẽ mang đến cho các bạn phần 2 của bộ phim Bảo Mẫu Sát Thủ. Trước khi vào phần 2, chúng ta hãy cùng lướt qua phần 1 của bộ phim này nhé. Ở phần 1, John sùng bái Vio, coi cô ấy như idol của mình. Nhưng cậu vô tình biết được Bảo Mẫu là thành viên trong giáo phái sùng máu. Cậu đã trải qua trận chiến ác liệt mới giành lại được sự sống. Cũng ở phần 1 này, John đã giành chiến thắng tuyệt đối với Mega Kill của mình. Vậy ở phần 2 này, liệu John có giữ vững phong độ như vậy không? Mọi người cùng Tiểu Muội tìm hiểu. Let's go! Sau những việc đã xảy ra, mọi người nghĩ rằng về sau John thực sự có một cuộc sống bình thường không? Đã qua 2 năm, nhưng John vẫn chưa thể thoát khỏi sự truy đuổi của giáo phái. Nhưng mà lần này, càng khiến cho mọi người không thốt lên lời. Sau khi John dũng cảm chiến đấu cùng giáo phái 2 năm trước, cậu đã bị di chứng về tâm lý, thường xuyên xuất hiện ảo giác. Những người trước đây đã bị cậu ấy giết chết, đều không ngừng xuất hiện trước mắt cậu. Sau sự việc đó, giờ John đã là học sinh cấp 3, nhưng vẫn như cũ, cậu không thoát khỏi số phận bị bắt nạt. Vì vậy, cậu ấy đi đến bác sĩ ở trường để chữa khỏi di chứng tâm lý. Nhưng bác sĩ trường học lại thừa nhận, công việc chính của ông ấy chỉ là tiêm thuốc vaccine cho học sinh, còn việc chữa lành tâm lý chỉ là nghề tay trái. John lại một lần nữa bị tiêm vaccine. Quả thật với vẻ mặt thư sinh của mình, John hay bị người khác bắt nạt, nhưng cậu không quan tâm đến những kẻ bắt nạt mình. May mắn nhất của John khi lên cấp 3 là vẫn được học cùng lớp với Alice. Alice giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, vô cùng sexy, cô cũng là chỗ dựa tinh thần cho John. Nhưng mỗi lần John nói với Alice về những việc nguy hiểm từng trải qua, Alice lại tỏ thái độ giống hệt với bố mẹ của anh, đều không muốn nhắc đến những chuyện này. Alice nói, cô ấy chỉ muốn John nhớ về nụ hôn ngày hôm đó thôi. Lúc này Alice đã hẹn hò với một chàng trai tên là Van Hel, cũng là bạn học cùng lớp hai người. Vậy là ở phần 2 này chắc chắn Alice không làm SP cho John nữa rồi. Van Hel cùng mấy người bạn dùng những lời lẽ sỉ nhục John, tất cả bọn họ đều cho rằng John bị hoang tưởng. Mấy người bọn họ rất hào hứng nói về chuyến đi chơi vào cuối tuần. Chỉ có John là người duy nhất đứng ngoài cuộc trò chuyện, may mà có tiếng trống vào lớp đã xóa tan không khí ngại ngùng của cậu. Hôm nay, có một học sinh nữ tên AA mới chuyển đến. Nhìn cách ăn mặc của cô ấy, không thể không tin, cô ấy có tâm hồn nổi loạn ẩn giấu bên trong, không có gì phải hoài nghi nữa. Đây là một cô gái có vấn đề về tâm lý. Sau khi John về nhà, nhìn bố mẹ nở nụ cười miễn cưỡng và giả vờ thoải mái với cậu, John cảm thấy như vậy quá gượng ép. Từ khi sự việc lần trước xảy ra, hai vợ chồng họ luôn muốn John phải sử dụng thuốc an thần. Điều này làm cho John sinh ra nghi ngờ đối với bản thân mình. Về đến phòng, cậu gọi FaceTime với Alice. Hai người đang trao đổi về môn văn thì ông bố lại đột ngột xông vào phòng. Một lọ dung dịch trắng đã khiến bố cậu và Alice hiểu lầm, làm cho chàng trai ngây thơ John không biết giấu mặt vào đâu. Anh ấy nói cho bố biết Alice đã có bạn trai tên là Van Hel, còn cậu với Alice chỉ là một mối quan hệ tình bạn thông thường. Sáng sớm ngày hôm sau trước khi đi học, John vô tình phát hiện bố mẹ muốn đưa cậu đến học viện tâm thần xanh ghét, ở đó chuyên trị bệnh cho những người có vấn đề về tâm lý. Đến trường, cậu ấy đem việc này nói với Alice. Alice bây giờ tính cách không chịu bị trói buộc, có phần nổi loạn. Cô ấy đã lấy trộm chìa khóa xe ô tô của bố mình, dự định cuối tuần sẽ đi du lịch ở hang tà thần. Cô lôi kéo John cùng tham gia chuyến đi. Alice bảo tất cả học sinh ở trường ai cũng có vấn đề tâm lý, nhưng John vẫn lưỡng lự chưa đồng ý. Lúc này học sinh vừa mới chuyển đến AA xuất hiện. Cô ấy mở tủ đựng đồ cá nhân ra thì thấy một con thỏ nhồi bông, trên tai của nó có một chiếc chìa khóa. Cô ấy rất ngạc nhiên với món quà của mình. John vì để khiến bản thân trở nên dũng cảm, quyết định nhận lời mời của Alice tham gia kỳ nghỉ ở hang tà thần. Cùng đi với họ có Van Hel, Arthur và Mina. Bố mẹ John phát hiện cậu biến mất, họ rất lo lắng nên đã đến nhà Alice để tìm. Nhưng bố Alice lại tỏ ra rất bình tĩnh đối với sự biến mất của con gái mình. Nhưng khi ông biết chiếc xe yêu dấu của mình cũng biến mất, lúc này ông mới bắt đầu tỏ ra điên cuồng. Alice, John, Van Hel, Arthur và Mina, một nhóm 5 người dừng chân đổ xăng. Tại đây có một cửa hàng tiện lợi Blue. John được cô bán hàng gợi ý mua một hộp ba con sói. Nhưng cậu ấy có thể phá vỡ rào cản giữa mình và Alice không? Một lúc sau thì họ cũng đến được hang tà thần. Ở đây John cũng thấy cô bạn mới AA. Cô đi có một mình. Vừa đến nơi, cô đã một mình lái mô tô lướt sóng đi mất. Khi bữa tiệc đang diễn ra rất vui vẻ, John nhìn thấy Van Hel ở bên Alice. Cậu cảm thấy rất khó chịu, cậu muốn trở về. John mở điện thoại ra định gọi người đến đón thì phát hiện điện thoại không có tín hiệu. Mọi người đều đang chơi đùa vui vẻ, chỉ có John không thể nào hòa nhập được với không khí ở đây. Cậu ấy bắt đầu hoài nghi về bản thân, đang muốn bỏ cuộc giữa chừng thì Alice từ đâu chạy đến an ủi cổ vũ. John ném lọ thuốc điều trị cảm xúc xuống hồ nước. Buổi tối hôm đó, John lần đầu mở lòng cùng bạn học. Bọn họ lại chơi trò chơi, lần này không phải chơi quay chai mà là trò lật bài. Alice và John đã lật cùng đôi quy, họ bị nhốt trong tủ quần áo. Trong không gian rất chật hẹp này, hai người lại lần nữa ôn lại kỷ niệm xưa. Alice nói với John, giây phút này mình dành riêng cho cậu đấy. Những lời này nghe giống như cô là một best girl. Sau khi ra khỏi tủ, John bị cậu bạn Arthur nhắc lại chuyện xưa, hỏi lại cậu về giáo phái sùng máu. Alice lo lắng John bị đả kích nên đã cố ngăn cậu bạn Arthur lại.
nhưng lại vô tình nói ra chuyện cuốn sách ma quái, đúng là Thanh Minh là thứ tội. Chuyện này khiến John nghi ngờ, vì cậu chưa từng nói với Alice về quyển sách đó. Cậu hỏi sao cô ấy lại biết được. Alice tiến lại gần cậu, rồi nói với John một cách đầy dễ thương. Bởi vì cô đã ký tên lên quyển sách đó rồi. Sau đó Alice cầm cái móc sắt trong tay, nhẹ nhàng đưa cô bạn Mina về tế đàn. Chiến công đầu đã thuộc về Alice. John giật mình, lùi về phía sau. Nhưng bạn nghĩ chuyện này là chuyện ngoài ý muốn sao? Van Hell và Arthur đã sớm biết kế hoạch của Alice. Thật ra ba người này đang muốn tiếp nối buổi nghi thức còn dang dở ở phần trước. Bọn họ sắp đặt buổi đi chơi này là để ra tay với John. Giết con bạn Mina là chuyện ngoài ý muốn. Chuyện này làm John không thể ngờ tới. Cậu ấy muốn quay người bỏ chạy, nhưng lại đụng phải một người đang đứng ở cửa. Nhìn kỹ một chút thì ra đây là Greg đẹp trai bị treo cổ trên cây ở phần 1. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu ta chưa chết? Lúc này, John bị dọa sợ mặt cắt không ra máu luôn. Nhưng chưa hết kinh ngạc thì Zuka và VZ còn có cả Nata. Bọn họ từng người xuất hiện, làm cho John choáng váng. Cơn ác mộng lại một lần nữa tìm đến John, khi cậu ấy bị đám ma quỷ bao vây. Bất ngờ Aya mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô lễ phép hỏi thăm sức khỏe mọi người rồi nhanh chóng tàu lượn. Nhân cơ hội lúc đó, John mở cửa chạy trốn ra ngoài. Cậu nhảy lên chiếc xe lướt sóng của Aya. Hai người cùng chạy đến hang rồng. Ở đây, John kể cho Aya về lễ bái của giáo phái sùng máu. Aya liền thở một hơi dài, vì cô sợ nhất là zombie, vì cô tưởng bọn họ đều là zombie. Nhưng lúc này mặt nước hồ liền bùng lên một ngọn lửa. Nó tiến thẳng vào chiếc xe lướt sóng làm nó nổ bùng như bom. John và Aya bị hất văng mấy trăm mét. Khi tỉnh lại, Aya đã bỏ đi, bỏ lại John một mình tác chiến. Cô đi lòng vòng trong hang rồng một lúc thì gặp phải một tên biến thái. May mà John xuất hiện, nhanh trí cột dây giày của hắn lại cứu được Aya. Hai người chuẩn bị dùng xe của tên biến thái kia để rời khỏi, thì cô nàng tóc đen VZ lại xuất hiện. Trong phần 1, VZ đã chết vì tên lửa pháo hoa của John. Phần này, cô ta quay lại cùng với khẩu súng phun lửa. Cô ta bắn thẳng về phía xe ô tô, nhưng ngọn lửa không tới. Nhân cơ hội, John lái xe đâm thẳng cô ta vào vách núi, làm cô ta không kịp phản kháng. John nhẹ nhàng ăn mạng đầu tiên. Lúc này team của Alice cũng đã đuổi đến. Hai người họ đành bỏ lại xe ô tô trốn thoát khỏi đó. Hai người cùng nhau bỏ chạy tìm chỗ ẩn nấp. Sau khi thấy xác của VZ, nghĩ cậu chưa thể đi xa, nên Alice bảo mọi người chia nhau ra đi tìm John. Ba người phần 1 và ba người phần 2 chia ra làm hai đội. Nata đã phát hiện ra dấu tích của John và Aya. Ở phần trước, John dùng lời mật ngọt để kéo dài thời gian. Lần này tưởng Nata sẽ không bị lừa nữa, nhưng chỉ vài câu nói của John đã dụ được cô. Nhưng bất ngờ, Nata lại trở nên càng bạo lực hơn. Cô ta rút súng bắn vào tất cả các động vật sống quanh đó, sau đó quay lại bắn thẳng về phía John và Aya. Hai người lập tức bỏ chạy. Nata trong lúc đuổi theo họ, đôi giày cao gót không hợp với địa hình, nên cô bị ngã và bị mắc kẹt vào giữa hai tảng đá. John và Aya tốt tính muốn qua giúp Nata, nhưng không may đầu cô bị kẹt lại, còn thân hình rời ra rơi xuống đất. Bất ngờ một tảng đá ở phía trên lăn xuống đè lên người cô ta. John không may ăn được double kill. Đúng lúc này Greg xuất hiện, từ phía sau hắn ta vung rìu chém về phía bọn họ. John phát hiện nhanh chóng đẩy Aya sang một bên. Cậu cố gắng đánh trả, sau đó chạy thoát đến bên hồ, nhìn thấy một chiếc thuyền đang đậu ở đó. Họ nhanh chóng lên thuyền, Greg đuổi đến nơi thì họ cũng rời đi. Hắn ta nhanh chí ngồi vào phao cứu sinh cột ở đuôi thuyền. Hắn vui mừng vì đã đuổi kịp John và Aya. Nhưng John liền bật công tắc, cánh quạt chân vịt của thuyền quay hết tốc độ. Sợi dây nhanh chóng bị quấn lại trước khi hắn định lên thuyền, đã kéo cả người hắn vào cánh quạt. John đen đuổi ăn chip bờ kêu. Ở trên bờ tận mắt nhìn thấy Greg bị say nát, Zuka giật mình, sợ hãi muốn rút lui. Lúc này ba người nhóm Alice cũng tới, nghe thấy Zuka bảo vậy, tên béo Arthur cũng nói ngày mai có một buổi tiệc, cậu ta muốn quay trở về. Kế hoạch sắp thất bại vì mọi người ai cũng muốn rút lui. Alice tức giận rút súng ra bắn nát tên béo. Zuka giật mình kinh hãi, thề với Alice sẽ không rời đi trước khi nhiệm vụ hoàn thành. Tên người yêu Van Hell cũng muốn bỏ về, hắn cũng chịu chung số phận với Arthur. Tối hôm đó, bố của Alice và bố của John ngồi với nhau nói chuyện trong lúc đợi tin tức của các con, nhưng thực ra mục đích chính là cùng nhau thư giãn. Trong lúc hai người đang mơ mơ tỉnh tỉnh, thì nhận được điện thoại cầu cứu của Alice. Biết được vị trí của con, hai ông bố lập tức xuất phát. Alice đáng sợ, cuối cùng cô muốn làm gì? Aya đưa John đến một căn nhà gỗ bên hồ. Ký ức hồi nhỏ không ngừng hiện lên trong đầu cô, thì ra nhà gỗ này là nơi mỗi kỳ nghỉ, gia đình cô bé đến để nghỉ dưỡng. Quay lại chỗ cũ khiến cô bé nhớ lại những mảnh ký ức không hề đẹp đẽ gì. Aya cứ nói được một nửa thì dừng lại, trầm mặc trong ký ức đau khổ. Aya đưa John đến động thỏ của mình, nơi này cất giữ những ký ức đẹp đẽ của cô. Ánh sáng mờ ảo, thêm âm nhạc dịu dàng làm lòng người say đắm. Aya và John cứ thế lao vào nhau. John lần này đã không để anh em thất vọng. Ở phần 1 cậu chỉ dám nhìn nén vai ô mà nuốt nước miếng ừng ực, lần này cậu đã trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Hai ông bố cuối cùng cũng đến nơi. Alice trưng ra bộ dạng yếu đuối đau khổ trước mặt họ.
nói dối không thay đổi sắc mặt. Aya và John nói chuyện với nhau về cuộc sống thường ngày. John tự nhận mình là người đào hoa dởm. Những người anh thích đều là quỷ giết người. Aya kể lúc nhỏ đã xảy ra một vụ tai nạn xe, khiến bố mẹ cô đều chết hết, chỉ có cô là người duy nhất sống sót. Cô tự cho rằng bản thân cũng là quỷ giết người. John an ủi, làm Aya lần đầu cảm nhận được sự cảm thông. Hai người đang định nấu cháo lưỡi tiếp, thì nghe thấy tiếng gọi của bố John, ông bắt bọn họ phải đi ra ngoài. Trong tình huống nguy hiểm này, Aya lại nhớ ra mật mã căn hầm, bên trong còn có vũ khí. John cầm lấy một cái nỏ, nhẹ nhàng đi lên, anh ngắm bắn Zuka nhưng lại bắn xịt. Zuka tức giận rút kiếm phản kháng, nhưng lại cắt đứng dây treo đèn trần. Hắn bị cái đèn trên trần nhà rơi xuống và John lại phải ăn mega kill. Lúc này, Alice bước vào với một khuôn mặt giả dối đáng sợ. Cô nói là mình rất yêu John. Điều đó làm Aya nổi điên lên. Aya dùng đao phi về phía Alice, nhưng cô ta thuộc giáo phái ma quỷ nên đâu dễ bị giết như vậy. John dắt Aya cùng bỏ chạy. Alice tức giận đuổi theo nhưng cha ruột ngăn lại. Cô đã bán linh hồn cho quỷ dữ, nên cô nhẫn tâm đâm chết ông. Chạy được ra ngoài, John nói Aya hãy chạy trước đi. Lúc này bố cậu cũng đuổi đến. Ông không hiểu mô tê gì đã tiêm thuốc an thần vào tay cậu, khiến cậu ngất xỉu. Aya chạy được một lúc cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Alice. Hai người bắt đầu trận chiến của những người phụ nữ. Họ lao vào nhau mà đánh đấm. Ban đầu Aya chiếm thế thượng phong, nhưng mà Alice cuối cùng mới là người chiến thắng. Cô bắt Aya làm mồi nhử muốn dụ John đến đó, lấy máu của cậu để hoàn thành nghi thức. John tỉnh dậy bất chấp lái xe lao đi cứu người yêu. Đúng là tình yêu khiến người ta trở nên u mê. John đã không còn sợ hãi bất cứ điều gì, ngồi xuống ghế để cho Alice lấy máu của mình. Nhưng cô ta lại tỏ ra rất bình tĩnh, vì vẫn còn một bước cuối cùng chưa hoàn thành. Nói rồi, cô bảo mẫu vai ô từ dưới hồ bước lên, Aya lập tức nhận ra chị ta. John vô cùng kinh ngạc, Aya hai người cũng biết nhau sao? Aya nói đây chính là bảo mẫu của cô khi còn nhỏ. Năm đó chính vai ô đã lái xe chở Aya, và đã xảy ra va chạm với xe của bố mẹ cô bé. Alice dễ dàng lấy máu của John. Lúc này, Nata, Greg và những người khác đều được hồi sinh nhờ sức mạnh của quỷ. Alice trộn hỗn hợp máu, mấy người hưng phấn uống máu, nhưng khi chờ nghi thức ghê rợn kia trở thành sự thật, thì bọn họ cũng bị tan rã thành tro bụi. Thì ra John đã có quan hệ nam nữ, không còn là đồng nam, nghi thức bị phản tác dụng. Những linh hồn ma quỷ uống máu không còn tác dụng, bọn họ bị bắt về địa ngục. Alice cũng không ngoại lệ. John rất ngạc nhiên để giải quyết mọi chuyện lại dễ như vậy, còn nghĩ rằng hôm nay sẽ phải chết ở đây. Nhưng không ngờ cậu và Aya lại có thể sống sót, nhưng tất cả điều này đều nhờ vào Vio. Chính chị ta đã bỏ chú thỏ vào tù đồ của Aya, và từng bước dẫn dắt họ vượt qua tất cả. Năm đó, sau khi xảy ra tai nạn, vì để cứu tính mạng của Aya, Vio đã đồng ý đánh đổi linh hồn cho quỷ, theo một nghĩa nào đó. Đây chính là một thiên thần hy sinh bản thân để cứu Aya. Mọi chuyện qua đi, Vio đứng trước mặt bố của John, uống bát máu còn lại. Để kết thúc giao dịch với quỷ, cô chỉ có thể dùng cái chết để kết thúc. Vio chỉ ngón tay hứa như ngày trước đã làm. Sau đó dần dần tan rã biến mất khỏi thế gian này. Cuốn sách ma quỷ của Vio rơi xuống đất. Bố của John ngây người, cuối cùng ông cũng tin lời của John nói là thật. Dưới ánh lửa, John và Aya cùng nhau khiêu vũ, trao cho nhau nụ hôn bên hồ. Từ đó, John cũng bắt đầu một cuộc sống mới, đi trên con đường của người đàn ông trưởng thành. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nếu các bạn yêu thích video này thì nhớ ấn like và theo dõi Tiểu Muội nhé. Qua hai phần của bộ phim này, Tiểu Muội đã hư cấu nhân vật trong phim thành nhân vật trong game Liên Quân Mobi. Mong mọi người thông cảm nhé. Phần 2 này John cũng chỉ ăn Mega Kill nhé, chưa lên được Penta Kill.